Xin chào các bạn, rất vui vì các bạn đã đến với kênh Món Ngon Vừa Nấu. Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món rau câu dừa với một cái công thức rất là đơn giản để bạn nào cũng có thể làm được món rau câu dừa này cho gia đình mình thưởng thức vào những ngày hè nắng nóng này. Để làm rau câu dừa thì mình đã chuẩn bị đầu tiên là một gói bột rau câu dẻo 15g. Nếu không có hiệu này thì các bạn cũng có thể thay thế những loại khác, miễn rau câu dẻo là được. Và mình chuẩn bị 2 lít nước dừa xiêm tươi. Dừa xiêm để mình uống nước giải khát đó các bạn. Các bạn hãy chọn những trái dừa cơm nó mỏng mỏng như thế này thôi. Các bạn đừng có chọn dừa già mà cũng đừng có chọn dừa non quá thì mình nấu rau câu nó sẽ không có ngon. Và mình chuẩn bị thêm 300g đường. Tùy thích ăn ngọt nhiều hay ít mà các bạn có thể gia hoặc là giảm lượng đường cho vừa ăn. 300g dừa bào và cuối cùng là một ít cơm dừa mình đã xắt nhỏ. Đầu tiên thì mình sẽ cho 300g dừa bào này vào máy sinh tố, cho thêm 300ml nước vào, bật máy xay. Mình xay khoảng 3 phút. Khi dừa bào đã được xay nhuyễn rồi thì mình sẽ đổ ra một cái túi thưa, vắt lấy nước cốt, lược lại bằng một cái rây. Làm như thế này thì mình vắt nước cốt dừa rất là dễ dàng và nhanh gọn các bạn. Tổng nước cốt dừa mình thu được hôm nay là 400ml. Nếu không có nước cốt dừa tươi thì các bạn cũng có thể dùng nước cốt dừa lon. Và mình cũng dùng 400ml. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho hết 15g bột rau câu này vào 300g đường. Dùng muỗng trộn thật đều. Sau đó thì mình múc ra chén 2 muỗng canh là 40g đó các bạn. Cái phần này mình để cho vào nước cốt dừa. Cái phần nước dừa trước khi nấu thì các bạn nhớ lược qua rây cho nó sạch hơn, trong hơn. Rồi mình cho hỗn hợp cái tô đường và bột rau câu vào. Vừa cho vào mình vừa dùng muỗng khuấy đều. Ở trong gói bột rau câu có hướng dẫn là khi nước sôi thì mình mới cho hỗn hợp đường và bột rau câu này vào. Nhưng mà với cách đó thì những bạn nào mới nấu chưa quen, rau câu rất dễ bị vóng cục. Còn với cách này thì chúng ta nấu sẽ dễ dàng hơn. Khi rau câu đã tan hoàn toàn trong nước dừa rồi thì mình bắt lên bếp nấu. Mình nấu với lửa lớn. Vừa nấu mình vừa dùng muỗng khuấy đều cho đường tan hết ra. Sau đó thì thỉnh thoảng mình lại khuấy một chút cho đến khi nước rau câu sôi. Khi nồi rau câu đã sôi rồi thì các bạn hãy cho vào 1/3 muỗng cà phê muối. Rồi mình dùng giá khuấy đều một lần nữa, sau đó hớt bọt. Rồi mình giảm lửa thật nhỏ để giữ ấm cho nồi rau câu. Khi đổ rau câu thì thỉnh thoảng các bạn hãy khuấy đều cho cái nồi rau câu nó khỏi bị đóng váng ở trên mặt á. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành đổ rau câu. Nếu các bạn thích ăn cơm dừa thì mình cho vào khuôn trước một ít, rồi mình đổ rau câu vào. Với cái khuôn này thì mình sẽ đổ 2/3 khuôn, còn lại 1/3 thì mình sẽ để đổ nước cốt dừa. Ngồi đổ vào khuôn thì các bạn cũng có thể dùng ly hoặc là chén để đổ rau câu cũng rất là tiện lợi. Đổ rau câu xong rồi thì mình để cho nó đông cái lớp mặt.
Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị nước cốt dừa. Các bạn hãy cho hết cái hỗn hợp đường và rau câu trong chén vào nước cốt dừa. Vừa cho mình vừa khuấy đều. Cái phần rau câu đổ lúc nãy thì các bạn nhớ chừa lại một ít. Bây giờ thì mình sẽ cho hỗn hợp cái nước cốt dừa này vào. Vừa cho vào các bạn vừa dùng giá khuấy đều. Lúc này thì mình mở lửa lớn. Khi nước cốt dừa nóng bốc hơi lên và nó sôi lăm tăm ở xung quanh cái viền son thì các bạn hãy giảm lửa nhỏ và tiếp tục khuấy đều thêm một chút xíu nữa. Xong rồi thì mình giảm lửa thật nhỏ để giữ ấm cho cái nồi rau câu. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra xem cái lớp mặt rau câu của mình nó đã đông chưa. Khi mà mình để cái muỗng vào mà mình thấy nó không có còn dính nữa là mình có thể đổ tiếp cái phần rau câu nước cốt dừa được rồi. Các bạn hãy đổ nhẹ nhẹ cái tay thôi, mình tựa cái giá trên cái dành khuôn, mình đổ nhẹ nhẹ để cho cái phần rau câu nước cốt dừa nó không có bị lem xuống bên dưới. Với những cái ly và những cái chén các bạn cũng chờ cho nó đông cái lớp mặt rồi mình mới đổ rau câu nước cốt dừa lên trên. Đổ xong rồi thì mình để rau câu cho nó thật là nguội. Rồi các bạn hãy cho vào ngăn mát của tủ lạnh để từ 2 đến 3 giờ là mình có thể lấy ra ăn được rồi. Rau câu của mình để trong tủ lạnh đã được 2 giờ rồi nè các bạn. Bây giờ mình có thể cắt ra và thưởng thức được rồi. Các bạn nhìn xem, rau câu của mình nó trong veo luôn. Khi mình ăn vào nó có vị ngọt mát, thơm mùi nước dừa, mùi nước cốt dừa, rất là ngon luôn. Ăn một miếng rồi mình lại muốn ăn thêm một miếng nữa. Cái món rau câu dừa này không những là người lớn mà trẻ em cũng rất là thích ăn luôn. Các bạn hãy thường xuyên làm cái món rau câu dừa để cho gia đình mình thưởng thức vào những ngày hè nắng nóng này nha. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.